qua một thời gian chúng ta đã tiến hành làm các thủ tục cưới cho cháu Linh về, đã được gần hoàn tất. Hôm nay cũng là ngày lành tốt cho gia đình chúng tôi, có đến để phân dương báo cáo với tổ tiên, báo cáo với các cụ cho cháu mình được làm rể của gia đình người ta, và xin đón cháu Linh về nhà làm dâu nhà bạn Thảo Hồng Hoàng. Thế thì tôi xin phép không phải giới thiệu. Thế thì là tôi mời làm bộ mẹ. Mẹ lên. Hai mẹ qua đây.